Bếp Hậu Nhân mến chào cả nhà nha. Chào mấy chị. Chào chị nha. Dạ. Hai chị ở nước ngoài ha. Dạ em chào hai chị. Mình ở gần đây không chị? Hả cười. Dạ. Hồi nãy em nghe anh Sang nói là hai chị từ nước ngoài về đúng không? Mình ở nước nào về chị? Sang mới ra ngoài đó nha. Chị gái này phải nói là từ nước ngoài về luôn đó nha. Quen biết và tới đây làm. Đây cả nhà. Hồng phun xăm thẩm mỹ qua số điện thoại này cả nhà. 0937095030. Đó. Cả nhà hãy liên hệ qua số điện thoại này ha thì sẽ gặp trực tiếp chị Hồng ơn và nhân viên. Hello anh. Chị ăn xin chào Hồng ơn cả nhà. Dạ. Giảm 50% còn sản phẩm. Dạ. Điện thoại đặt 0937095030. Cả nhà cái nhà mình mật là mật rất wow. Tốt nhất, anh vừa là hoa là tốt nhất, xịn nhất cho nên nó lên màu đẹp nhất. Dạ, nó lên màu đẹp nhất mà cũng lâu phai màu đúng không anh? Đúng rồi, và đi ăn khách là bao dặm mà. Dạ. Giảm. Thì sắp tới ngày sinh nhật thì anh sẽ có giảm giá 50% nha cả nhà. Thì các bạn nào có làm nè thì liên hệ số điện thoại của sang là 0937095030. Đó là tất cả những sản phẩm đều giảm 50% để ngày sinh nhật nha cả nhà. Ở đây là tất cả những sản phẩm chị mới qua chị Phương Lê làm răng xong cả nhà. Đúng rồi, bên nước ngoài về là ghé qua đây làm có nhiều chỗ là làm cái nghe. Dạ. Và là giá rẻ mà là khách đi đường. Dạ. Khán giả từ Đài Loan về đây đến rất nhiều tiệm lớn mà không làm. Với cái này là Sang cho anh hỏi luôn Sang. Giờ vợ anh vừa làm đó, còn khoảng chắc khoảng hơn một gần khoảng một tháng nữa là mình đi dặm lại đó. Nhưng mà chưa tới là mình đi trước được không? Mấy bé tư vấn mạnh lên là một tháng rồi về chưa tới đi dặm lại được. Làm lâu ngày hay làm gì? Chúng mày. Chưa được 3 tháng là cũng không còn được mày à. À, mình phải chờ đúng 3 tháng. 3 tháng để màu nó không đẩy em mày cũng bị dễ. Cái này nó cũng làm cái tại vì hổng bà xã anh làm đây đó, hổng bà xã anh làm đây đó, rồi bà xã nói 3 tháng mà chưa tới 3 tháng mà muốn lên dặm trước, cho nên là hổng có được không? Nếu mà được 2 tháng là được đúng không? Chắc cũng 2 tháng rồi đó. Cái từ hôm mình khai trương mới sang chắc 2 tháng thôi hả? Và chân mày là bao lâu là mình dặm được em? Lông mày thì là 1 tháng. 1 tháng đâu không? Hơn được đúng không? Bởi vì mấy bữa nay vợ bà xã bạn có mấy làm nước có chi làm lại được không? Xã của em á, ngày 16 là đủ 1 tháng bữa nay rồi. Nhưng mà lên dặm lại đi. Em cũng mới mà mình phun xong á nó sẽ bị lọc cái lớp á, trên tay nó mờ bây giờ mình dặm mà bởi vì bà xã em mới chưa có thời gian làm bữa nay chị ơi dặm cái này rất là cuối cùng của chị khán giả đến từ Đài Loan về nước đánh giá cửa hàng phun xong tới Mỹ nhiều quá cả nhà.
rất nhiều chỗ khác mà chị không đi, mà chị đi để nhìn qua cái đứa này bao đẹp, ok cả nhà. Một từ Đức về Mỹ nhưng mà người á, nhưng mà tại em đó. Dạ. Đó. Phải tiếng hả? Em là nãy gọi mấy hai tiếng không có. Em gọi cái người đó anh nha. Em gọi người đó giùm em. Nói hồi nếu có cảnh thì mới lại đó mình buồn nữa. Đó thì các bạn có làm thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại là 0937086. Trời ơi, bạn em lại làm nhiều lắm nha. Sao lại không thấy được hồi đi nha. Mới hôm nay về đó mà. Trời ơi, làm thấy được nha. Wow, chị mua vé máy bay làm chương mày luôn hả? Tính lận đấy, làm chương mày. Tuyệt vời quá. Chị làm qua nha. Chị mua vé máy bay về đây đi ghé tiệm của anh Sang để làm. Ủa anh Sang ơi, cái khuyến mãi này nè anh, có nhiều người hỏi em lắm luôn. Là mình khuyến mãi đến sẵn sinh nhật chị Hồng Bơ là mình giảm giá 50%. Mình giảm giá tới giường nào anh? Giảm giá hết năm nay, như với điều kiện là đặt các cấp điện thoại đặt trước thì giảm giá. Dạ. Còn tới làm thì không có giảm. Dạ. Đặt trước. Dạ. Còn khi tới làm thì giảm ngoài đây cũng sẽ. Dạ. Giảm trong một tháng được của chị. Dạ. Còn ai mà đặt 3 tháng 4 tháng làm thì vẫn giảm cái giá đó nhưng mà cọc. Đặt cọc cỡ bao nhiêu được anh? Cái đâu phần nữa là nếu mà đặt cọc á thì cái thời gian mình tới nó sẽ chủ động hơn, mình không phải chờ đúng không anh? Dạ. Còn mình không như giảm vào một tháng sinh nhật này nhưng mà muốn làm tháng 8, 9, 3 tháng tiếp thì vẫn giảm luôn, nhưng nếu mình đặt cọc thì giữ như cái giá này đặt ngay như này. Dạ. Bạn nói là rất là tuyệt vời ha. Dạ, phải nói là có anh chị ở nước ngoài về làm luôn đó nha. À, chị phải nói là hôm nay em rất là bất ngờ luôn. Chị ở bên Đài Loan mà chị bắt vé bay để chị làm luôn ha. Rất là tuyệt vời. Dạ. 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 Chắc có thể đi bên đó tới cái luôn. Hơn đó, năm rộng đó. Có tin vui nữa không anh? Có tin vui nữa. Phải nói năm chẳng năm. Phải nói là tin vui ập đến tin vui ha. Phải rất nói rất là mừng. Chúc năm nay cái gì anh nói. Dạ. Với lại là nàng đang có tình hình giảm 50 triệu, dạ. Ngồi là 3 triệu, chẳng giảm cho việc 1 triệu rưỡi, cũng rất sợ. Phải nói là, nó đúng ra. Bước tê cũng biết chứ, bước tê không có tiêm bước tê nha, bước tê là chỉ lo thôi, không có tiêm. Quá? Mình ủ thôi mà. Bước tê là chết thôi thôi hả? Không có tiêm. Không có tiêm, dạ. Mọi người đi nhớ thì đây nha. Đó chứng là như là bà xã anh cũng làm rồi đúng không? Dạ, bà xã em đang làm từ ngày 16 tháng trước. Ừ. Bà xã anh cũng làm rồi đúng không? Làm rồi, làm từ ngày khai trương rồi. Bà xã em cũng có làm rồi nè. Bà xã em làm. Bà xã mấy đứa làm hết rồi luôn anh. Làm bữa lúc anh đi Úc á. À. Vợ em rồi chơi combo luôn. Dạ hả? Thì bà xã anh cũng làm combo đó. Đó. Chân mày. Đâu sưng không? Sưng rồi. Đúng rồi, không sưng. Để chịu. Mấy em ở đây em đi mắt tai. Chỉ bằng cái chú đáo chăm sóc khách hàng đấy, phải là trên mức độ tuyệt đối. Dạ. Anh sao? Nhân viên như vậy. Có lẽ có này hỏi mày cũng hỏi chị ơi, mà chị chia sẻ rất là thật tình luôn anh. Có nhiều người không có biết anh đi xăm môi về rồi cái không biết cái ăn trúng mắm, mắm nước mắm mà nấu chín ăn vẫn bị nha, vẫn bị luôn á. Sẵn bữa đó mà chị ơi có chia sẻ là đã xăm môi rồi là không được ăn tất cả loại mắm.
Ăn cay luôn. Nó vi khuẩn rất là nhiều luôn. Vô là nó bị nổi bột nước này kia. Rất là hại nha. Dạ. Dạ. Dạ thì cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay thì nếu mà ông bỏ thì chắc là Sài Gòn thì lại kiếm thêm cái mặt bằng ở đây nó ra thì mở thêm cái một cái số. Dạ. Mà sắp tới đây có mở quán ăn này gì không anh? Đúng rồi, mở nhiều quá thì quản lý không nổi, không kịp. Tại vì ngày cũng có nhiều người hỏi á, nghe nói là Sang mở quán ăn món gì đó. Nó chưa có biết, chưa có thông tin mà nhắc lại thì chiếm thời gian nhiều quá. Đúng rồi, là cái đó là rất là nhiều thời gian để suy nghĩ là kỹ lại, nó không giàu ở trên cái công việc mà giá bao nhiêu, có những nhân viên đây cũng giảm luôn anh sao? Đúng rồi, tìm cái thời gian mà ở đây là chỉ để chụp ảnh lại á, thì em được trăm em làm cái là gì mà biết chừng là em chút chưa có ở cái chuyện đó, nên là cái gì cũng giá đổi đi. Hồi trước em cũng có định đi xăm á, mà em có thấy quảng cáo rất là nhiều luôn, nhưng mà em chưa trải nghiệm, em chưa biết. Nhưng mà từ bữa mà thấy chị mở ra chị làm, rồi em nhìn thấy người ta xăm thực tế luôn anh, thấy cảm thấy rất là đẹp luôn. Các em dẫn vợ làm đèn luôn. Anh thì nói chị là không có làm kiểu như là quảng cáo, mình lấy những hình ảnh mình quảng cáo đó, dạ, thực tế luôn, đúng rồi. Dạ. Người ta cứ thật. Đúng rồi. Mà giá sao thôi chứ không có mà đưa giá này mà vô mà tới mà đưa lên giá trên trời không được. Dạ. Chứ mà bực là xịn. Nói chung là mình làm mấy cái tính sản lượng vô một năm nay. Chi phí mình không lợi cũng được. Lấy cái uy tín như cái giá trị tên tập trên thành phố này cho mình đi tới được rồi làm sao chuyển thêm. Dạ. Những cái hàng của anh với mọi người nguyên thương chế biến em đó nhắc bà xã tới làm đó. Dạ. Thương anh không làm thì em đâu có làm. Đúng rồi. Chỉ đi chỗ để làm mình sẽ không làm. Tại vì em thương anh nên mới làm. Dạ. Mình tin tưởng là cái đặc biệt nữa là đẹp và mực chất lượng đó nha. Mực mực nước ngoài, mực bên Đức nha cô chú anh chị. Cái điều quan trọng nữa là làm xong rồi tới dọc là không có lấy tiền. Dạ. Uy tín rồi anh luôn. Phải nói là cái chân mày với cái môi của mình nó rất là quan trọng. Mình phải tin tưởng một chỗ nào đó mình mới dám bỏ ra mình làm. Sợ người ta làm không được, ta làm hư của mình đi là sửa rất là khó. Đúng rồi. Muốn tìm địa chỉ của anh dễ lắm. Vô gò sạc lên phun xăm thẩm mỹ hồng ơ. Dạ. Là nó có đường link dẫn chẳng chỉ tới đây luôn. Dạ. Có bản đồ luôn. Sẵn đó thì em cũng chia sẻ lại với nhà như vậy cả nhà. Đó, thì tới đây là bấm vô hồng ơ. Thẩm mỹ hồng ơ, bấm vô gò phun xăm thẩm mỹ hồng ơ là nó ra cái phun xăm vậy chị đây, phun xăm thẩm mỹ hồng ơ đúng không? Có ba cục lao, cục hai cũng nhựng, gọi đặt để làm cả 100 á, dạ. 0 9 7 6 5 0, ở lộn số quan, số quan à? 0 9 3 7 0 9 5 0 3 0, dạ. Có chuyện nhắn nào nữa không Sàng? Em định năm sau, năm sau, năm sau trên, dạ. Làm sao rồi? Nói chung là ở đây cho nó ổn, cho nó ấy đi ha. Làm một thêm chi nhánh nào. Sao chi nhánh? Nhiều khi là có những anh chị mà ở xa đó, người ta cũng gặp nó, ta đi nó tiện hơn. Đúng rồi. Bây giờ thấy mấy anh cũng là cũng nhiều. Sao nhánh cho các em. Rồi cảm ơn Sang. Xong là uống nước ngoài không hả anh Sang? Cũng là của Đức. Chúng ta cảm ơn Sang nhiều.